Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, tính đến hết tháng 9 năm 2024, trên địa bàn tỉnh có khoảng 23.000 hecta cây ăn quả, tổng sản lượng trái cây thu hoạch khoảng 251.300 tấn. Diện tích cây ăn quả bao gồm một số loại cây ăn quả chủ lực như dứa, cam, bưởi, chuối, ổi, xoài. Trong đó, diện tích cây ăn quả đang cho thu hoạch từ vụ thứ hai trở lên khoảng 18.700 hectare, Tổng sản lượng cây ăn quả trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 251.300 tấn. Tuy diện tích và sản lượng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh lớn, song việc tiêu thụ sản phẩm các loại cây ăn quả còn gặp nhiều khó khăn do chưa xây dựng được thương hiệu sản phẩm, thiếu đầu mối thu mua trung tâm, giá cả phụ thuộc vào thương lái. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây ăn quả, ngành chuyên môn và các địa phương cần xây dựng lộ trình phát triển phù hợp bền vững, gắn với hình thành chỗ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các loại cây ăn quả thế mạnh. Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030 diện tích cây ăn quả toàn tỉnh đạt 30,5 nghìn hecta, sản lượng 610 nghìn tấn. Trong đó, vùng cây ăn quả tập trung chuyên canh 18 nghìn hecta.